ok. Ôi ôi rồi đó. À bi nó xỉu luôn á trời, nãy giờ bi biết nhiều con luôn á. Anh em nè, bông ức nè, chỗ ra lưng luôn nè, nhưng mà bay cờ cờ vậy trời. Rồi tiếp tục nghe anh em. Một con con, ba con mà hai viên hai con luôn em. Đâu rồi, đây một con là anh em, hai con đây anh em, hai viên hai con luôn. Mấy sáu châu xin lụm chim với chú. Cho con xin lụm chim đi. Cho con xin lụm con chim á. Con chim á. Nope. Cảm ơn nghe chú. Con nha anh em, quàng cổ anh em ơi, quàng cổ rồi. Chết con. Chết con. Cái cậu.
một con anh em. Một con anh em ơi. Cái cổ à? Cổ. Coi gì? Coi lá gì? Coi lá hả? Ui. Con cò luôn. Con này là bự nhất trong đám rồi đó. Con này nhuộm nhuộm đất cái gì? Ném cổ. Cắn hay chung. Cổ. Má bắn cò bay xuống luôn rồi chứ. Cái bóng cũng vậy. Ủa? Hồi nãy em thấy con này bay lên nữa mà anh Trung. Lớn lắm mà kỳ vậy. À, thấy bay lên người sao rất hả? Lên đâu nằm bắn nằm tại chỗ. Anh Trung. Em thấy nó bay lên mà cái nó cong mà. Đúng. Ủa kỳ vậy, nằm đâu dưới đây nè. Rồi xong cái gì nó chết đây, vậy? Cổ đây nè, rồi cổ biết rồi nè. Để cổ được. Ủa, má cò bay. Trời đồ, mình núp ở đây mình gần xịt rồi mình chuẩn bị bắn không? Nội nào không bắn không có bẹp. Ai vậy? Ai hả? Tao tưởng nó bay đi luôn rồi chứ. Rồi tiếp tục nha anh em. Quái thiệt. Thấy chưa? Đồ, gì mà đỉnh vậy? Mồi ghê vậy? Nó mồi cái đứng liền. Gì mà đỉnh ghê vậy? Trời ơi. Bình. Chạy vô trống kìa, vô trống lẹ nó mắc kìa. Sao vậy? Nope. Ấy da. Đâu vậy? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đi nó kìa. Kẻ. Kẻ chỗ ta chung đi. Nghe đi. Nó sắc bông gà đúng không cơ? Thôi chết luôn. Lũm lẻ đi. Ê, còn chạy nữa kìa. Để em bỏ vô nhà luôn rồi. Gì? Kìa. Đi quá. Rồi, chết rồi đó. Dứt. Ôi, lại lũm lẻ đi vô. Hả? Cái gì? Kiểu sao vậy? Nó hoài. Tính mới hạn con cu nha nè. Tiếp tục nha. Kéo full làm sao nhận mà làm đại tử được. Đi qua anh tài.
cho anh ăn con nha anh em. Chết cò nè anh em. Chết cò ơi. Chết cò ơi. Clip. Lấy cây khiều vô. Kìa, rớt đó kìa. Chết hả? Ừ. Gì? Anh có thấy đâu. Trời ơi. Đứng trong ổ núp hắn hoài luôn. Đó treo đó. Đó đó vậy cực cực đó kìa. Đây cây khiều đó. Đi qua đây lấy cây khiều đó gì. Treo cổ rồi. Tài ơi, đây là Tài. Nãy giờ nó chết rồi mà. Bắn chơi đó hả? Ê Tài. Cỡ cái đâu không kìa. Đó bỏ cho nó rớt thôi gì. Đó. Chân thường lộ bị chơi. Tuyệt phẩm à. Tuyệt phẩm à. Oh. Oh my god. Nó tỉnh á. Tỉnh á, lụng được á. Mời đi. Nó đang nghe người. Chúng ta rồi. Ơi chó kìa. Ê. Dạ đây cái xác cóc mà chị. Xác tường nè. Bên phải đó chị. Đó bên phải chị kìa. Kìa kìa xác lưng chị kìa. Ê, cái gì vậy? Bị khó lụm à, chạy dữ lắm nè. Chị lùa nó ra đây cũng được hả? Rồi vô nhà luôn. Sao không nó gớt vô anh? Kêu nói vậy. Ở trong nữa là bắt con chim nó vô được bắt con cu cái này, được chín rồi. Không gặp mấy anh vô là mấy. Vô chụp liền. Đứng trong này bò được không ta? Không được đâu. Vô chụp liền. Đó đó. Đó bò như ngay. Đó, đi vô góc luôn, lùi vô góc luôn. Anh tưởng nó ngay đầu, nó ngay ướt luôn, nó ướt luôn. Nè. Mới rồi anh tưởng bắn chim sẻ. Chế? Tao đi bắn chim sẻ hả mày? Rớt vô luôn quá. Em cảm ơn nha anh. Cảm ơn anh ơi. Anh ơi, chị lúc nhà. Nè anh à, đúng quá anh.
Rồi tiếp tục nha anh em. Hay gì tại? Chết rồi đó. Chết rồi, chết rồi. Chết chưa? Anh có nói lật ngang mà. Kìa dính trên nhà ta kìa. Kìa cắn cái gì kìa. Lật ngang rõ ràng mà. Dính trên nhà nè. Đây đây đây. Thấy cọ. Chết rồi đó. Bỏ vô, cầm đèn quán. Con máu được máu, quay cho quay cho máu. Thấy đâu? Coi lại đi. Làm gì? Gì? Xong rồi đó. Chết rồi. Chụp lẻ đi. Xin chạy cho mày làm gì đi. Cái xài. Nó không nằm vậy rồi. Không nghĩ không? Tiền đây cho em 1.000 luôn á, bo đó. Bi bì anh em ơi. Tụp nha anh em. Rồi ăn mắng cái đầu luôn. Hay quá Tài ơi. Anh Trung, thôi đi chứng lại, không có chứng lại chết mẹ rồi. Nope. Chụp đi. Cái đầu đó. Đập cái chết.
Cò lép anh em. Anh như trời. Để mình vô trong mình kiếm cu xanh anh em. Không thấy. Nó tụng nhí ngoài dân xe lụm cò lép luôn. Như trời. Đâu cầm ơi. Cầm ơi. Cái cánh nha. Ngắm chạy trời. Như trời. Anh. Rồi tiếp tục nha anh em. Tài tuổi. Chết rồi. Ê còn rồi, còn quẹo quẹo. Dạ. Gai đâm đầu á. Chết rồi. Nó lụm được rồi đó. Chết luôn rồi đó, lật rồi đó. Nè nước qua đây nè. Kìa. Ốc nước ở đây nè. Chết rồi kìa. Chết chưa? Lụm đi. Tới đây. Để anh, con này để anh. Con này gãy cánh rồi, tới. Đây anh em, đây anh em. Lên con. Trời, lên kia tên chạy tên. Trời. Lặn dữ vậy? Anh bảnh anh bắn qua nó dễ hơn á. Tới đây tại ơi. Ui, chạy tới đó gì? Chạy đón đầu nó gì? Thấy chưa, thấy không? Thấy chưa? Chết không? Ừ, con chết. Chạy cái ghế đặt ngửa kìa, sao không? Nó hay bong bóng luôn. Nó bơi cầu quẳng nước luôn á. Anh Tính bảnh giờ qua bên đây nè anh Tính ơi. Nó bơi vòng này nè. Nó bị thương rồi. Nó bị thương gãy cánh hay gì vậy? Nãy em bắn là gãy cánh hay gì vậy? Rồi hello anh em. Đây thành quả đi săn một ngày của mấy anh em mình nha anh em. Nay bắn được con mì bẹp. Con cò. 4 con cò lép của bạn Tài nha anh em. Rồi với bào mớ cu mấy anh em mình nướng mọi ăn nha. Rồi để xíu mình nhổ lông xong rồi mình nướng, có gì mình quay tiếp cho anh em xem nha. Rồi hello anh em, hiện tại mấy anh em mình vừa đứng xong nha anh em. Anh em mình đang thưởng thức nha. Ây da. Để mình mời mấy anh em cất cua máy đỉnh nha anh em.
món này là đi sinh tồn là luôn luôn có nha, chứ không bắn nó là nhịn đó anh em, chứ bắn dở bắn mấy anh khác bắn không trúng. Rồi mà anh em nha. Cháy hư leo hả? 30cm nha anh em. Hai em à. Mà anh em nha. Rồi tài plug đây anh em. Hello anh em nha. Bữa anh em đùi cò lép nha anh em. Nay thánh thành tài cò lép rồi. Trời ơi, tỉnh như trời. Chấm thánh em ơi. Cái chấm ngon hay còn ngon? Cái nào cũng ngon hết á. Tưởng ăn cái chấm cho mày hủ chấm tao lấy cò tao. Anh em mới cứu nha. Nay nói chuyện nổi nè anh em ơi. Cái lấy trước là không có chờ anh em được nha. Nói chuyện không có tiếng nổi. Mời anh em nha. Chấm nhận đi. Ghi mà anh em ghi. Rồi đây nó thủ nhí rồi anh em. Đâu qua đây, quay qua đây. Qua đây mời đi con. Mời anh em nha. Ừ. Tỏi bầm thủ anh đó em của. Bầm tỏi hả? Tỏi. Tỏi bầm cái này á đập. Rồi anh em mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Nếu anh em thấy hay nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye anh em.